có một U22 Việt Nam lạ lẫm. Đến giờ, U22 Việt Nam vẫn còn là một tập thể vô cùng lạ lẫm. Không nhiều người thuộc bản danh sách U22 Việt Nam. Nó khác rất xa với những SEA Games trước. Khi ông Park Hang-seo đến Việt Nam, thành tích đội tuyển chạm đáy. Nhưng một điểm đáng chú ý là lứa cầu thủ tài năng và thiện chiến của bóng đá Việt Nam đã trình làng được vài năm. Họ bước vào độ chính của sự nghiệp khi đã cùng ông Miura chinh chiến tại SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á. Họ thử sức tại AFF Cup dưới tay của huấn luyện viên Hữu Thắng. Họ cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dự vòng chung kết U20 thế giới. Khi ấy, dưới tay ông Phát chật kín tài năng và ông đã biến họ thành một đạo quân bách chiến bách thắng. Bóng đá Việt Nam đang ở một giai đoạn đặc biệt. Lứa cầu thủ tài năng nhất đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng giờ là lúc chúng ta phải xây dựng một tầm nhìn mới. Chúng ta quá quen với Quang Hải, Văn Hậu nhưng giờ là lúc phải đầu tư cho lớp cầu thủ mới với sứ mệnh tìm vé đến World Cup. Nhưng có một điều, cần thời gian, sự kiên nhẫn và chiến lược tham vọng để những người trẻ tìm được chỗ đứng của mình. Không dễ để những cầu thủ U22 hôm nay chiếm chỗ ở V-League vốn có thừa sự khắc nghiệt. Nhưng nếu các cầu thủ không được thi đấu, không được trao cơ hội thì bóng đá Việt Nam chẳng thể đi đến tương lai. Và thực tế là đến lúc này, phần đa U22 Việt Nam vẫn xa lạ với dư luận. Lớp sương mờ ảo đang che phủ U22 Việt Nam khiến chúng ta chưa biết nhiều về họ. Và đương nhiên, đối thủ cũng không có nhiều hiểu biết về U22 Việt Nam. U22 Việt Nam đang khiến nhiều người phải đặt câu hỏi. Nhưng có một thực tế là họ đang tỏ ra thích ứng với yêu áp lực về chuyên môn. Hai trận đã đấu với cấp độ tăng dần đã giúp U22 Việt Nam có nhiều trải nghiệm tốt. Và thực tế là đến lúc này, người ta đã biết nhiều hơn về những lựa chọn của ông Trucci, đơn cử như trường hợp của Thanh Nhàn, Thái Sơn, Nhật Nam. Không một cầu thủ nào ngay lập tức tỏa sáng. Không một tập thể nào đương nhiên có thành công. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải vững tin và có những giải pháp đúng để lứa cầu thủ hiện nay dần trưởng thành. Hành trình của U22 Việt Nam đã bắt đầu và việc đặt niềm tin đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành.